Cầu 1, 2 I
Giờ đổ hiệp chiếm ưu quá. Không. Chứ ông quánh có lại ta lao dưới 10 mà quánh vậy. Đạo gì dữ gì. Cái quan trọng cái người phụ á. Giờ nếu mà tôi đập cầu tôi bao 10 ly á, tôi đập tay luôn á. Đập tay đi. Tôi uống ly thôi, tôi bao 10 ly. Thank you.
Dòng đáng lẽ là 10 nhưng mà giao lại nghĩa là có cái chín hai lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
25, 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 25